Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một dự án game play to earn có tên là Pumon Đây là một dự án game ở trên mạng của Binance Smart Chain nhé Và các bạn có thể tham khảo tất cả những cái thông tin đến từ cái dự án này ở trên trang web của nó là Pumon.io Ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về chương trình Airdrop của nó nhé Hiện tại thì nó đã có một chương trình Airdrop à, chia sẻ à, 8 triệu token Pumon Và mỗi lần tham gia thì sẽ nhận được 230 pu và uh, mỗi một lần giới thiệu các bạn sẽ nhận được thêm 30 đồng token này nữa và chương trình nó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 nha các bạn và nó sẽ phân phối vào ngày 22. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia nhé Đầu tiên các bạn truy cập vào con bot Telegram của nó. Sau đó các bạn mở con bot Telegram của nó lên nhé Ok, ở đây thì mình sẽ đổi một tí này. Chúng ta sẽ mở bot Telegram lên và các bạn nhấn Start để có thể bắt đầu. Sau đấy các bạn nhập cái cấp trà của nó nhé. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ như sau. Đầu tiên là join vào group này. Sau khi các bạn join vào group các bạn nhấn Subscribe Channel. Ok, sau đấy thì các bạn sẽ uh, follow cái trang tweet và like retweet bài viết đã ghim. Đây, các bạn follow cái trang Twitter của nó. Và các bạn sẽ uh, like và retweet bài viết đã ghim là bài viết này. Các bạn sử dụng quất tweet này. Các bạn uh, có thể là sử dụng một cái comment là good job chẳng hạn. Ok. Sau đấy thì các bạn nhấn tweet lại. Sau đấy các bạn quay trở về con bot Telegram và các bạn sẽ uh, follow cái uh, Facebook page. Các bạn truy cập vào cái Facebook của nó, trang Facebook. Và các bạn uh, follow nhé. OK ở đây thì các bạn có thể bỏ cái cái domain m phía bạn phía đầu đi để ta truy cập với dạng web nhé. Đấy thì các bạn à thích này, các bạn nhấn thích và các bạn nhấn vào phần theo dõi này. Đấy. OK sau đấy thì các bạn sẽ quay trở về à, bot telegram tiếp tục này, follow linkedin, các bạn truy cập vào trang linkedin của nó. Sau khi các bạn uh, truy cập vào trang đi thì các bạn nhấn vào cái nút dấu cộng này này đấy, để theo dõi nhé. Đấy, sau đấy thì các bạn quay trở về cái bot Telegram và các bạn sẽ nhấn vào nút Submit My Detail để có thể điền tất cả những thông tin mà chúng ta đã làm. Nó sẽ hỏi là chúng ta đã join vào group và channel hay chưa. Các bạn nhấn đăng. Uh, nó hỏi là chúng ta đã follow hay chưa. Thì các bạn uh, điền cái uh, profile link Twitter của bạn. Profile link Twitter thì các bạn truy cập vào đây nhé. Các bạn điền vào cho các bạn enter Ok tiếp theo các bạn điền profile link Facebook của bạn đã like cái page và follow page của nó thì các bạn sẽ sử dụng đây các bạn sao chép để chỉ liên kết này đây này các bạn copy lại và các bạn điền vào Ok sau đấy thì các bạn sẽ điền cái link profile à, uh, LinkedIn của các bạn vào đây đây này đây nhá uh, link cái này là các bạn lấy ở đây này các bạn view profile này đấy đây chính là cái đường link của các bạn nhé các bạn paste vào Ok, sau đây thì các bạn sẽ submit BIP20 Wallet, tức là Wallet Address tức là cái ví Metamask hoặc là ví Trust Wallet của các bạn nhé Các bạn không sử dụng ví sàn nhé Đấy, Ở đây thì mình sẽ sử dụng ví Metamask có hỗ trợ mạng Binance Smart Chain Đây, đây mình sẽ dùng cái ví này Paste vào Ok sau đấy thì các bạn sẽ thấy được này à, Chúng ta sẽ nhấn vào nút confirm Để có thể xác nhận là chúng ta đã làm tất cả Và các bạn sẽ thấy này mời mồi à, Cứ mời được à, Mỗi một người các bạn sẽ nhận được 30 pu nữa 30 pu token nữa Giá trị là 3 đô cho một lần giới thiệu nhé Bạn nhấn vào bằng lần Thì các bạn sẽ thấy là các bạn kiếm được 230 pu này Đấy ok Đây là đường link để các bạn có thể copy và mời thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để nhận được thêm token đến từ chương trình dự án À, game nft pumon à, đến từ mạng binance smart chain nhé. cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến sư phụ. những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé. chúc cho các bạn luôn luôn kiếm được thật nhiều coi và thật nhiều tiền. nhớ nhá, nhấn đăng ký, nhấn like, comment chia sẻ kiến thức góp của bạn để giúp cho channel phát triển hơn nữa. còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.